Thục Anh, thật ra là anh nói dối đấy. Anh định là nếu mà lần này em từ chối anh thì khi còn 1 tuổi anh sẽ lại cầu hôn tiếp. Nếu em vẫn từ chối thì khi con 2 tuổi, 3 tuổi hoặc khi nào nó lớn lên, anh sẽ kéo nó về phe của anh. Em thấy không? Cả tương lai của anh chỉ có em ở đây. Ba buồn lắm. Nào, thế bố có giúp một tay được không? Dạ được ạ. Thế bố giúp con lấy thịt ra đĩa đi ạ. À, xui. Xếp ra đĩa chứ gì? Vâng. Chuyện nhỏ. Để bố. Bố. Để con. Khách của con. Con đi tiếp đi, về đi. Cháu chào bác ạ. Em chào anh. Con mời Thu đến à? Bố không vui ạ? À không không. Bố chỉ bất ngờ thôi. Em mẹ nó có sữa chưa? Dạ vẫn chưa. Chưa về á? Vâng. Đây, cô múc cho bát cháo bóng giò. Nhưng mà nhớ phải ép mẹ nó ăn hết, nhớ chưa? Vâng. Kiểu gì cũng có. Còn gà rang nghệ nữa đây này. Lấy cái đĩa đây chú múc luôn. Ôi thì chết, điện thoại này. Này ông, múc tiếp cho tôi nhá. Rồi. Xong nhớ đảo cái nồi gà nó cháy đấy. Rồi. Chú hộ cháu. Alo, bà. Dạ. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Ôi thế ạ? Dạ vâng. Con chào bà ạ. Này, con Nhi nó làm sao? Cái Nhi, nó sắp chuyển vào Sài Gòn rồi. Ui thôi chết,